hiểu. Xin cảm ơn ông Võ Chí Thành đã có một cái khung điểm lại những cái vấn đề ông nói không phải là ngành nông nghiệp, nhưng ông điểm lại những vấn đề đúng là những tử huyệt của ngành nông nghiệp. Và tất cả những cái mà ông nói này chính là những cái mà trong cái đề án tái cơ cấu lúa gạo mà viện chúng tôi cùng với cả bên cục trồng trọt của Bộ Nông nghiệp đã hiện nay thì đã xong được cái gọi là cái bản thảo gửi cho Bộ trưởng, và Bộ trưởng đang gửi lên để Thủ tướng phê duyệt. Thì tất cả những cái vấn đề ông nói đấy là những cái vấn đề mà thực sự là những cái ách tắc trong ngành nông nghiệp, và phải nói ông có một cái hiểu rất là sâu. Thực ra cái bài của tôi thì đặt hàng đầu tiên là cái vấn đề liên quan đến chuỗi giá trị, và bên ban tổ chức có nói là nói các vấn đề liên quan chuỗi giá trị của một cái ngành hàng và những cái vấn đề mà tạo ra nó gây lên làm cho cái giá trị của hạt gạo, hạt lúa Việt Nam sao không, cái giá trị nó bị thấp và không tăng được. Thế ban tổ chức để nói về cái branding, tức là cái nhãn hiệu, thương hiệu, chắc là tôi sẽ đề cập thêm một cái vấn đề một chút. Thì thời gian nó có hạn, tôi không đề cập nữa, nhưng nó có một cái là gì, cái sự thành công của cái hạt gạo Việt Nam trong thời gian qua thì mọi người đều đã công nhận. Bên cạnh đấy nó còn có rất nhiều vấn đề. Thì ở đây là cái bản đồ mà cũng chia làm hai cái vùng, và đặc biệt là cái vùng đồng bằng sông Cửu Long là cái vùng mà có rất nhiều cái tiềm năng để phát triển ngành lúa gạo, và cái vùng này là cái vùng mà tạo ra 95% cái hạt gạo mà chúng ta xuất khẩu. Thành tựu thì đây là một cái đồ thị cũng nói nhanh thôi. Bên cạnh cái việc mà chúng ta đáp ứng cái nhu cầu nước, việc mà chúng ta còn có thể là hạt gạo còn có những giúp chúng ta có những vị thế khác về chính trị khi chúng ta xuất khẩu, chúng ta đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực. Đây là cái nói thêm một chút về những cái thành tựu của xuất khẩu. Tuy nhiên nó có một cái là chúng ta cái tăng trưởng thời gian qua, nhất là cái tăng trưởng của kim ngạch chúng ta hầu hết chúng ta dựa vào cái sản lượng rất là nhiều. Đây là một cái vấn đề mà nhức nhối trong thời gian qua chúng ta cố gắng để làm sao nâng cái giá trị của hạt gạo chúng ta lên, nhưng rất là khó khăn. Đây là cái chuỗi giá trị mà chúng tôi điều tra của đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2014. Thì nó có mấy cái điểm ở đây. Cái điểm thứ nhất là các anh chị thấy là cái chuỗi mà màu xanh chính cái vấn đề như thầy nói là cái chuỗi mà có sự liên kết từ người nông dân đến các doanh nghiệp, thì cái chuỗi này thì rất là tốt. Cái chuỗi này là gì, là doanh nghiệp và nông dân có sự liên kết rất tốt, có rất nhiều những cái mô hình mà có cái sự liên kết cực kỳ chặt chẽ từ đầu vào đầu ra, giống như cái mô hình khép kín mà anh Thành đề cập của mô hình của An Giang chẳng hạn, hay một số các doanh nghiệp mà người ta ký hợp đồng trực tiếp với nông hộ. Thì tất cả cái giá ở đây thì cũng tương đối định, tuy nhiên mọi người có thể thấy là cái chuỗi ngắn chất lượng tốt, hiệu quả cao hơn, tuy nhiên nó chỉ có khoảng tầm 4% thôi trong cái tổng lượng gạo thương mại của chúng ta, như vậy rất ít. Còn phần lớn là cái chuỗi của chúng ta phải đi qua rất nhiều cái khâu, từ người nông dân đến thương lái nhỏ, thương lái lớn, đến nhà chế xác, sau đó thì đến các cơ sở xuất khẩu. Và cái chuỗi này thì trong cái phần mà chúng tôi phân tích của cái nghiên cứu riêng của chuỗi giá trị, chúng tôi đề cập rất nhiều về cái cạnh. Tuy nhiên ở đây thì nó có một số những cái điểm rất là yếu hơn rất nhiều so với cái chuỗi mà có cái sự liên kết chặt chẽ đây. Bên cạnh đó có một cái chuỗi khác nữa là cái chuỗi mà từ người nông dân đến trực tiếp xây xác và có xuất khẩu. Thì đây là cái chuỗi, ba cái chuỗi còn rất điển hình trong đồng bằng sông Cửu Long. Một cái điểm nhấn ở đây tôi chỉ muốn nói là gì, cái này chúng ta đang cố gắng để tăng lên, cái này cố gắng chúng ta giảm xuống, và đây chính là cái để mà có thể đạt được cái chuỗi đầu tiên và có sự liên kết chặt chẽ, thì cái vai trò của nông dân hiện nay thì rất là nhỏ lẻ. Và chính vì thế là cái vai trò của hợp tác xã, vai trò của tổ chức gọi là các nhóm hợp tác cực kỳ quan trọng. Thì cái gì nó gây lên cái chuyện mà tạo làm cho cái hạt gạo chúng ta cái giá trị thấp, thì nó có rất nhiều những cái mà ảnh hưởng tới cái vai trò của cái hạt gạo. Thì ở đây tôi cũng chia ra một số những cái vấn đề liên quan các cái khâu. Thứ nhất là khâu sản xuất, thì điểm ra có mấy cái. Thứ nhất là cái chuyện mà chúng ta trong thời gian qua liên quan ảnh hưởng chất lượng, thì cái chúng ta bị phải đấy là cái việc gọi là sử dụng cái đồ vào quá nhiều, đặc biệt là phân bón nó thuốc trừ sâu. Thì cái này nó không chỉ ảnh hưởng tới cái chất lượng hạt gạo, ảnh hưởng đến cái food safety, mà nó còn làm cho cái giá, cái chi phí sản xuất của chúng ta cao. Thì đấy là một trong những cái vấn đề. Cái thứ hai là cái farm size, cái quy mô của nông hộ rất là nhỏ. Thì cái này anh Thành cũng đã đề cập, đấy là một trong những cái mà vấn đề mà một trong bốn cái trụ cột mà nông nghiệp chúng ta cần phải làm, như anh Thành vừa nói. Cái thứ ba là khi chúng tôi khảo sát đấy, chúng tôi cùng cục trồng khảo sát đấy, thì hiện nay chúng ta quá nhiều cái giống. Thì trước đây chúng ta bảo là cái phát triển giống tốt, có nhiều giống, đa dạng giống thì đấy là tốt, nhưng thực sự thì chúng ta phần cần này, một trong những cái mà gây lên cái tình trạng của chúng ta hiện nay một tỉnh khoảng tầm 200 cái giống khác nhau, thì là chất lượng gạo của chúng ta nó cứ bị mix lại. Nên từ hộ sản xuất thì có thể ok, có thể là các cái giống ở các thửa ruộng khác nhau, nhưng bắt đầu đến thương lái nhỏ thôi là tất cả mọi cái đã bị trộn lẫn lại rồi.
và đến cái thương lái lớn thì càng trộn nữa, và cuối cùng thì sao, cái hạt gạo trong có thể trong kho gạo của chúng ta, trong cái một cái container của chúng ta, gạo xuất khẩu cái container thì nó có rất nhiều loại gạo khác nhau. Thì đây là một trong những cái mà làm cho cái hạt gạo của chúng ta bị cái câu hỏi là chất lượng không đồng đều. Một cái phần nữa là cái sản phẩm chúng ta sản xuất theo cái tiêu chuẩn bền vững ấy, hiện nay có tăng lên nhưng mà rất là thấp. Cái thứ ba nữa là cái lượng mà giống mà chúng ta sử dụng trên một hecta, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long thì rất là cao. Cái điều này thì nó, cái này nó làm cho chúng ta tăng chi phí rất nhiều. Chắc là tôi sẽ không đề cập nhiều nữa, đây là những cái số liệu mà minh chứng cho những ý vừa rồi ấy. Thì mọi người thấy quy mô chúng ta nhỏ như thế nào. Còn đây là cái mình thấy là cái chi phí nuôi gạo, chi phí phân bón thuốc bảo vệ thực vật của chúng ta chẳng hạn ở Cần Thơ chúng ta cao rất nhiều nước khác. Đây là cái điều tra của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế. Thế còn đây là cái mà các loại giống khác nhau, thì có một cái điểm tôi chỉ nhấn mạnh là lúa IR50404 chúng ta chẳng hạn, rất nhiều chúng ta kêu là chất lượng thấp. Tuy nhiên là trong thời gian vừa qua là ở đồng bằng sông Cửu Long là người ta vẫn dùng rất là nhiều, cái tỷ trọng rất là lớn và lớn nhất trong các loại giống. Bên cạnh những cái vấn đề khác thì một trong những cái điểm của chúng ta mà tốt đấy là cái hệ thống và tưới tiêu đầu tư thủy lực chúng ta rất tốt. Cái khâu thứ hai là cái khâu về gọi là sau về thu hoạch. Sau thì nay chúng ta có mấy cái điểm mà chúng ta nó làm ảnh hưởng tới cái value added của chúng ta, đấy là thứ nhất là cái tỷ lệ mà hao hụt thu hoạch rất là cao. Cái thứ hai là các cái gọi là hỗ trợ về mặt kho chứa thương mại chúng ta cũng rất là kém. Cái thứ ba là cái chuyện mà liên kết cả ngang cả dọc của chúng ta là giữa ngang giữa tất cả các cái tác nhân trong cái chuỗi ngang từ người nông dân với người nông dân hay là doanh nghiệp với doanh nghiệp thì rất là kém. Và bên cạnh cái đó từ như tôi vừa đề cập cái chuỗi từ cả hộ nông dân tới các thương lái và các doanh nghiệp cũng rất là thấp. Thì đây là cái mà số liệu chúng ta minh chứng được. Thì Việt Nam chúng ta lại khoảng 13,7% và cao hơn rất nhiều so với nước xung quanh. Khu thương mại thì có rất nhiều cái vấn đề và liên quan đến cái vấn đề về hỗ trợ thương mại, dịch vụ thương mại thấp, cơ sở hạ tầng thì của chúng ta cũng rất là nghèo nàn, đặc biệt yếu kém, đặc biệt là hệ thống ở đường từ cái hệ thống đồng bằng sông Cửu Long mà lên các cầu cảng chính. Chúng ta cũng thiếu thương hiệu, cái sự phân phối mà để tạo cái kênh bền vững thì cũng không được gọi là fair đối với cả người nông dân. Có rất nhiều vấn đề, vai trò của các doanh nghiệp nhà nước vẫn là vai trò rất là độc quyền, và cái này nó cũng gây ra những cái sự bóp méo về mặt thị trường. Cái vai trò của các cái VFA và SOE thì chưa được tốt lắm. Thế đây là những cái đánh giá về cái gọi là cái cơ sở tầng cho lúa gạo. Thì mọi người có thể thấy ở Việt Nam chúng ta chỉ đạt cái mức trung bình và thấp. Có một số cái chúng ta có thể là good chẳng hạn như cái đường Inland Way Water, nhưng mà thực chất thì đối đồng bằng sông Cửu Long thì cực kỳ kém. Đây có thể là một cái điểm chung thôi, nhưng mà nhìn chung thì ở đồng bằng sông Cửu Long thì rất là kém. Ở Railway của chúng ta thì cũng là kém. Đây là một cái chỉ số khác là liên quan đến gọi là chỉ số hậu cần. Thì của Việt Nam của chúng ta thì nói chung là chúng ta cũng một số những cái đạt mà cao thì cao hơn một số nước như sau nước bên cạnh Indonesia, và nhìn chung là thấp hơn những nước như Malaysia, Thái Lan và Philippines. Đây là cái mà chúng tôi khảo sát, thì cái chi phí vận chuyển của chúng ta đến Philippines và so sánh với cả Thái Lan của xuất khẩu gạo thì nhìn chung cái gì của chúng ta cũng cao hơn, và đây là một cái là làm sao chúng ta rất khó. Đây là cái mà tôi cũng muốn sâu cho quý vị biết được là cái chuyện mà unfair profit distribution. Thì đây là cái mà cái chi phí người nông dân đóng góp trong tổng chi phí sản xuất, đây là cái trong người ta nhận được trong tổng cái lợi nhuận tính trên một kg xuất khẩu gạo 5%. Thì chúng ta thấy gọi unfair thì rất nhiều người nói là unfair, và nhiều người nói là người nông dân nhận được ít nhất trong cái kênh. Thực ra là nhận được ít nhất trong cái điểm nào thì chúng ta thấy rằng là đây thực ra chính trên một cái đơn vị, nhưng mà nhìn tổng thể thì cái farm của chúng ta rất là nhỏ, chính vì thế mà nhìn tổng thể thu nhập của nông dân rất là thấp. Chưa nói những cái rủi ro khác về dịch bệnh, rủi ro khác về các vấn đề về thiên tai. Một cái vấn đề nữa đây là cái term of trade, thì cái này là bias cho cái các cái sản phẩm mà không phải là lúa, không phải là như bias cho phân bón thứ hơn, là vì đây là cái nữa đấy là thời gian qua thì cái tỷ lệ mà giá gạo trên cái giá phân bón chúng ta giảm cách liên tục. Thì chắc là tôi sẽ không nói nữa, thì chắc có thể cho chúng ta thảo luận thêm. Nhưng về mặt gọi là các cái branding thì hiện nay của chúng ta chỉ có phần lớn chúng ta chỉ có bốn cái gọi là chỉ dẫn địa lý hiện nay của chúng ta. Thì nó có Tám Xoan Hải Hậu này, có gạo Điện Biên, có gạo là Nàng Thơm Nhen bảy núi của bên An Giang, và có một cái nữa là cái gạo Bỉ Đỏ của Hồng Dân. Thì ở đây chắc nói chung với anh thì anh ấy là một người mà rất là giỏi về trong mảng mà gọi là thương hiệu nhãn hiệu, thì có thể mọi người cho cần cho nên mọi người hỏi anh thêm về cái vấn đề này.
Thì thời gian cũng ít thì cũng xin điểm qua một số những vấn đề chung về những yếu tố mà hạn chế cái giá trị gia tăng của gạo. Xin chân thành cảm ơn quý đại biểu.